Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 Tây tháng 7 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một buổi chiều chúng ta lại có chương trình thời sự phân tích Houston Nhật Ký. Đây là chương trình mà dùng để phân tích một số những cái sự kiện và những cái thời sự đang diễn ra mỗi một ngày xung quanh chúng ta. Và đề tài đầu tiên vẫn là đề tài liên quan tới Hoa Kỳ. Kể từ khi ông Joe Biden lên nhận chức ngày 20 Tây tháng Giêng năm 2021, tính tới bây giờ là đã hơn 6 tháng. Và chuyện gì xảy ra quý vị? Trong hơn 6 tháng qua, tình trạng bạo động đã vượt quá mức tưởng tượng và đã lên tội ác lên rất cao. Bên cạnh đó thì tình trạng mà mua súng và check background đã kỷ lục được xem là chưa bao giờ có trong lịch sử Hoa Kỳ. Ok quý vị, bây giờ chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua phân tích thời sự xem liệu Joe Biden có thể cầm cự được bao nhiêu trong vòng 4 năm này để có thể giảm đi mức độ tội ác trên toàn quốc. Ok quý vị, trong bài báo cáo mới nhất ngày hôm nay, cuộc bạo động riêng trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ diễn ra vào ngày hôm qua đã khiến cho ít nhất là 118 người đã bị bắn ở tại thành phố Chicago và New York cộng lại, theo tường trình cho biết. Và đây là cuộc bạo động, tuần lễ bạo động lịch sử nhất ở trong thành phố Chicago, với 92 vụ bắn, và trong đó có 12 vụ ít nhất là có liên quan tới nhiều tới súng ống. Và các vụ bạo động hàng tuần vẫn diễn ra tại thành phố này, theo tờ Chicago Sun Times báo cáo cho biết. Riêng tại New York, 26 người bị bắn. Đó là một trong những cái câu chuyện mà liên quan tới tình hình của thành phố Chicago và thành phố New York. Trong khi đó thì các thành phố khác, ở Chicago thì tổng cộng là có 16 người tử vong, còn ở tại New York thì tổng cộng có 2 người tử vong. Các cuộc bạo động tại Chicago đã gây ít nhất là có 2 viên cảnh sát đã bị bắn, một người bị bắn ở đùi và một người bị bắn ở trên vai và đã bị thương, tuy nhiên không bị đe dọa tới tính mạng. Trong khi đó thì các cục thị trưởng của bà thành phố này là bà Lori Lightfoot, người mà được xem là cho rằng là các cuộc bạo động này có liên quan tới súng đạn, và bà ta yêu cầu phải có sự giảm đi vấn đề gọi là và sở hữu vũ khí trên toàn quốc. Và trong đó thì bên cạnh thành phố Chicago thì bản báo cáo cũng liên quan tới những thành phố khác, trong đó thì thành phố Atlanta đã có 50 đứa trẻ tham gia vào một cuộc bạo động và ít nhất một đứa đã bị thiệt mạng, mà gồm có và hai người bị bắt giữ là một đứa trẻ 14 tuổi và một đứa trẻ 17 tuổi, và người ta phát hiện ra là có 2 khẩu súng. 8 trường hợp xảy ra tại Texas bị thương và bị đâm trong tình trạng trầm trọng vào sáng Chủ nhật, và một người đã chuẩn bị bắn vào đã bắt đầu nổ súng bắn vào một cái nhóm đám đông ở Fort Worth trong một cái chỗ rửa xe, và khiến cho nhiều người phải bắn trả trở lại. Và 2 người đã bị thiệt mạng và 3 người bị thương ở thành phố Cincinnati, và nghi can đã nổ súng trong lúc mà đang có cái việc bắn pháo bông. Và riêng tại một thiếu nữ 18 tuổi đã bị bắn thiệt mạng ở tại Milwaukee, Wisconsin vào ngày Chủ nhật, và một người đàn ông 30 tuổi cùng với bạn gái với một cô gái 14 tuổi đã bị thương trong một cái vụ bắn khác nhau. Ok quý vị, đó là cái bức tranh trong cái dịp lễ độc lập vừa qua, đánh dấu là tình trạng bạo động chưa bao giờ dừng lại kể từ khi Joe Biden lên nhận chức. Tình trạng này đã đưa tới gọi là lời kêu gọi phía đảng Dân Chủ là đòi giảm đi tất cả những cái quyền sở hữu vũ khí của người dân. Nhưng kết quả thế nào? Theo báo cáo mới nhất thì cho biết là các cơ quan của liên bang đã đạt kỷ lục chưa bao giờ có. Trong vòng 6 tháng qua, 40 triệu người đã ghi danh kiểm tra lai lịch để được mua vũ khí. Đây là con số mà tính từ lúc mà ông Joe Biden lên nhận chức cho tới bây giờ. Con số kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vậy thì hai bản tin này
cho chúng ta một cái nhìn như thế nào về tình trạng bạo lực ở Hoa Kỳ dưới thời của Joe Biden. Rõ ràng khi mà ông Trump còn tại vị thì các vụ bạo động đã giảm và mức độ tội ác đã được giảm rất thấp do ông Trump đã gia tăng ngân sách của cảnh sát và hỗ trợ cho cảnh sát hết mình và ủng hộ mạnh mẽ cho các lực lượng là law enforcement, tức là những lực lượng công lực của liên bang lẫn tiểu bang và kể cả địa phương. Trong khi đó, ngược lại, khi mà Joe Biden lên thì Joe Biden lại có ý tưởng là mặc dù cá nhân ông Joe Biden không ủng hộ cho vấn đề defund police, tức là giảm ngân sách cảnh sát, nhưng mà các thành viên đảng Dân Chủ đã áp dụng điều này trên nhiều thành phố. Và kết quả quý vị, các vụ bạo động đã gia tăng, tình trạng an ninh của các cộng đồng đã không còn được giống như ngày xưa, và nó trở nên là thấp thỏm và các cái vụ gọi là bạo động càng lúc càng nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều người dân đã không tin tưởng và biết rằng là lực lượng cảnh sát không đủ để bảo vệ cho mình, tức là bị một số những thành phố đã không có đủ cảnh sát vì tình trạng gọi là defund police, tức là giảm ngân sách cảnh sát, khiến cho họ phải tự mua súng để tự vệ. Và kết quả là 40 triệu hồ sơ được check background trong từ lúc mà ông Joe Biden lên làm tổng thống ngày 20 tây tháng giêng cho tới bây giờ, con số kỷ lục chưa bao giờ có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Có nhiều lý do dẫn tới tình trạng bạo động này. Việc đầu tiên là vấn đề của các cái thành phố đảng Dân Chủ quản trị. Những thành phố mà đảng Dân Chủ quản trị đứng đầu về tham nhũng. Tham nhũng rất nhiều trong các cái viên chức của thành phố cho tới kể cả hệ thống công lực. Thứ hai là việc mà các cái tiểu bang Blue State, thường thường là những tiểu bang bị lại là những tiểu bang Blue State quý vị, những tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị, thì lại có những cái chính sách mị dân. Và vì chính sách mị dân này, họ đã nương tay rất nhiều với những thành phần gây án và gây tội ác ở trên đường phố. Họ cứ cho rằng là những thành phần này là những thành phần có cái quyền đòi hỏi người khác sử dụng bạo lực với người khác. Trong khi đó, họ lại bất lực trong bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân. Do đó thì những thành phố, lý do đầu tiên là những thành phố mà do đảng Dân Chủ quản trị đều có mức độ tội ác gia tăng. Và chưa kể là sự cấu kết ngầm giữa một số thành phần tham nhũng ở trong cái cơ cấu chính quyền, ở các chính quyền do đảng Dân Chủ là lãnh đạo ở một số địa phương với thành phần băng đảng. Đây là một trong những cái lý do chính. Lý do thứ hai, các cuộc bạo động này được diễn ra và tăng lên rất nhiều là bởi vì chính cái chính sách di dân của Joe Biden mở cửa biên giới, khiến cho những tên tội phạm trước nay không xâm nhập vào Hoa Kỳ được. Đặc biệt là cái nhóm băng đảng nổi tiếng từng bị ông Trump shut down là MS-13. Băng đảng này là hoạt động chính của nó là ở Guatemala và Honduras. Và băng đảng này có tới 80.000 thành viên quý vị. Và dưới thời ông Trump, ông đã quyết tâm là triệt hạ toàn bộ băng đảng này. Họ đã không ngóc đầu dậy nổi dưới thời của ông Trump. Nhưng dưới thời của Joe Biden với chính sách di trú thì nhiều tên tội phạm đã xâm nhập vào Hoa Kỳ và trở lại những thành phố mà trước đây họ đã từng bị trục xuất ra và tiếp tục gây án và tiếp tục có những cái hành động bạo động. Đó là điều thứ hai dẫn tới tình trạng bạo động trên toàn quốc Hoa Kỳ trong ít nhất là chúng ta nhìn thấy được trong cái giai đoạn mà Joe Biden cầm quyền. Và tình trạng thứ ba là sự bất mãn của người dân ở những khu vực bị giới hạn rất nhiều trong lúc có đại dịch. Sự bất mãn này đã dẫn tới một cái nóng giận và họ dễ dàng gây án và họ dễ dàng gây tội ác. Tức là những thành phố này là do đảng Dân Chủ quản trị và họ luôn nhân danh đại dịch để giới hạn quyền của những người khác, bao gồm mà áp dụng những cách ly xã hội của CDC, rồi buộc người dân phải ở trong nhà, đóng cửa các cơ sở thương mại, vân vân và vân vân. Những tình trạng này đã dẫn tới người dân bực bội rất nhiều quý vị. Tại vì có những chuyện không đáng họ cũng bị giới hạn, rồi nhiều khi giấy tờ ở công sở cũng không làm việc luôn, bởi vì tình trạng của dịch bệnh. Tất cả những nhân viên công sở ở trong các cái tiểu chính quyền địa phương hay là các cái chính quyền của tiểu bang, vì lý do là có đại dịch cho nên nhân viên không đi làm việc. Và cuối cùng thì không đi làm việc thì công việc nó ứ đọng lại. Người dân khi cần giải quyết giấy tờ về giấy tờ về pháp lý hay bất cứ vấn đề gì, họ lại không có biết là phải làm cách nào để có thể thực hiện được, bởi vì nhân viên làm nghỉ làm việc.
Sự bực bội này đã dẫn tới người dân dễ nóng giận và chỉ cần một cái cuộc gây gổ ngoài đường, họ sẵn sàng để mà dùng bạo lực, vũ lực để mà xả ra cái bất mãn của họ. Thì đây là lý do thứ ba dẫn đến tình trạng bạo lực này. Và tất cả những lý do này lại, chúng ta thấy được một bức tranh rất rõ ràng. Chính phủ của Joe Biden hoàn toàn bất lực trong việc mà giảm đi mức độ tội phạm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong khi ngược lại, quý vị còn nhớ 4 năm dưới triều đại của cựu Tổng thống Trump, ông đã có một chính sách rất cứng rắn đối với thành phần tội phạm. Và no matter what, tức là không cần biết anh làm cái gì, anh là ai, miễn mà anh phạm tội là anh sẽ bị truy tố và bị gọi là các nhân viên công lực gọi là đối xử tới nơi tới chốn lắm, không tha thứ cho những hành động tội ác. Chính nhờ cái thái độ cương quyết và cứng rắn của ông Trump mà mức độ tội ác trong 4 năm dưới triều đại của ông đã giảm đi rất nhiều, kể cả một số những thành phố lớn. Trong khi đó, dưới thời của ông Joe Biden thì ngược lại, các nhân viên cảnh sát đã bị giới hạn quyền lực rất nhiều. Thậm chí là quý vị thấy những cái vụ đánh ở ngoài phi trường, cảnh sát cũng không muốn can thiệp luôn. Tại vì hai người đánh nhau đó là hai người da đen, đụng tới một cái nó tri hô lên là kỳ thị chủng tộc nữa, nó là sắp động bạo động ở khắp nơi nữa. Chính điều này đã khiến cho cảnh sát nhiều khi họ chùng tay trước những cái tình trạng bạo động. Rồi chưa kể quý vị, ở những thành phố lớn mà do đảng Dân Chủ quản trị, tình trạng siết chặt cái vấn đề quyền sở hữu vũ khí khiến người dân mất đi khả năng tự vệ. Họ không còn khả năng tự vệ nữa, mà cảnh sát ở thành phố lại không đủ để cung cấp cho họ, để bảo vệ an ninh cộng đồng, bảo vệ an ninh cho tất cả những khu nhà của họ hay là những cơ sở thương mại của họ. Trong khi ngược lại, quý vị thấy trong cái bản báo cáo ở tại mà tôi vừa đọc lúc nãy là riêng tại Texas thôi có 8 trường hợp đã bị trong cuối tuần qua đã bị thương bởi vì cái tình trạng gọi là có một cái vụ đâm. Và ngày Chủ nhật có một tên dùng súng bắn vào đám đông ở gần Forward, gần cái chỗ mà rửa xe đó quý vị, thì ngay lập tức đã có nhiều người dân bắn trả trở lại. Thì cuối cùng ở đây lại không xảy ra vụ sát nhân, mà nó xảy ra những vụ đó ở thành phố Chicago và ở New York. Trong khi Texas thì cho phép người dân đeo súng ra đường luôn và không cần giấy phép luôn quý vị. Ngược lại, ở những thành phố như Chicago và New York, làm chủ một cây súng đã khó, chứ đừng nói tới việc mà đeo cây súng công khai đi ra đường như vậy. Đó, hôm trước tôi có quay cho quý vị thấy là ở Texas là đeo súng thoải mái đó. Thì ở những thành phố này thì cũng có xảy ra những vụ gọi là bạo động, nhưng mà mức độ nó không khủng khiếp như New York và Chicago. Ngược lại, người dân khi mà họ có vũ khí trên tay, họ tự vệ thì họ sẽ gây sợ hãi cho những kẻ muốn gây bạo động. Vì vậy mà những kẻ muốn gây bạo động cũng không dám gây bạo động ở những thành phố này. Thì quý vị đã thấy sự rõ ràng phân biệt giữa hai cái khu vực khác nhau. Một cái khu vực do đảng Dân Chủ quản trị, thứ nhất là ở Chicago, nơi được xem là có mức độ tội ác cao nhất nước, đứng nhì là thành phố New York, đứng ba là thành phố Los Angeles. Ba thành phố này đều do đảng Dân Chủ quản trị, mức độ tội ác cao nhất nước, ngân sách cảnh sát xưa nay được xem là cao nhất nước luôn. Và bây giờ họ bị cắt giảm ngân sách. Quý vị thấy rằng là lực lượng LAPD hay là NYPD, tức là New York PD đó, quý vị thấy lực lượng họ không thua gì quân đội cả. Có cả xe thiết giáp chống đạn, có cả tất cả những cái trang bị cần thiết của quân đội luôn. Là mức độ tội ác ở những thành phố này. Tại sao những thành phố đảng Dân Chủ quản trị lại mức độ tội ác gia tăng như vậy quý vị? Bởi vì chính sách Mỹ dân cứ luôn luôn là dùng cái chữ nhân quyền để mà chiều chuộng những thành phần bất hảo, thay vì chiều chuộng những người dân, đa số là những người dân lành trên toàn thành phố. Ví dụ một thành phố mà có chừng 1 triệu dân đi, thì 1 triệu dân đó chúng ta phải coi là 1 triệu dân lành đã. Cái thành phần bạo loạn gây bạo động đó quý vị, nó chỉ là thiểu số thôi, nó vài ngàn đứa thôi. Nhưng mà những cái thành phố đã Dân Chủ cứ lúc nào cũng nói là nhân quyền rồi là đi chiều chuộng cái thành phần này, cho nên nó được nước nó làm tới, nó sẵn sàng gây bạo động để vào rồi quý vị, nó được trả tự do ra ngoài không bị truy tố gì cả, rồi sau đó nó lại tiếp tục gây bạo động nữa. Thì quý vị thấy là rồi bắt nó, thay vì
truy án, truy tố những di dân bất hợp pháp đó, bắt nó truy tố ra tòa, cho nó ở tù, khi nào hết mãn hạn tù rồi mới trục xuất. Đằng này không, bắt được xong không truy tố gì hết, trục xuất luôn. Trục xuất xong cái vài tháng sau cái nó lại đột nhập ngược trở lại, nó lại xâm, nó lại vượt biên vô trở lại và tiếp tục gây án. Và tình trạng này đã xảy ra mấy lần và đã có nhiều nạn nhân của những cái trò này. Đây là chính sách mị dân, và chính từ những cái chính sách này đã dẫn tới tình trạng bạo động ở khắp nơi. Quý vị nhìn rất là rõ ràng, và tôi đã từng phân tích cho quý vị thấy, ít nhất là cái quyền sở hữu vũ khí nó mang tính chất răn đe rất là nhiều. Nhờ vậy mà mức độ tội ác giảm đi. Đó, quý vị thấy ở Texas tôi vừa kể, rồi ở Tennessee. Tennessee được xem là cái nơi quý vị làm chủ cây súng rất dễ dàng. Quý vị mua một cây súng nó dễ hơn tất cả những chỗ khác. Chỉ cần một cái driver license, bây giờ có background check, nó check xong cái là cho cây súng, là một tuần lễ sau, 2 tuần lễ sau là súng gửi về nhà rồi. Hay là mình ra ngoài, họ gửi giấy báo về cho mình, ra ngoài đó mình lấy súng rồi. Rất dễ dàng. Nhưng mà ở những nơi này thì lại ít tội ác. Trong khi những nơi mà siết chặt luật súng đạn như là Chicago, New York, hay là Los Angeles, California thì mức độ tội ác lúc nào cũng cao. Đây chính là cái bản chất vấn đề. Đảng Dân Chủ sử dụng cái quyền sở hữu vũ khí như một thứ chính trị để tìm cách lấy lòng của một số những kẻ mà không thích bạo động. Đa số người dân không ai thích bạo động cả, mà nó cứ cố gắng gán nhãn cho cái việc sở hữu vũ khí là bạo động. Nó muốn đánh đồng hai chữ này để lấy phiếu. Nhưng mà thật sự họ chưa bao giờ thành công cả. Họ chưa bao giờ thành công dám đụng tới tu chính án số 2 của Hoa Kỳ. Và đồng thời họ dùng cái này, họ đổ thừa để họ chối trách nhiệm. Tức là cái hệ thống quản lý của phía Đảng Dân Chủ rất tồi tệ, tham nhũng nhiều, lạm dụng nhiều và guồng máy cồng kềnh. Cái này đã dẫn tới tình trạng các cái thành phố lớn đó quý vị, các cái thành phố mà do Đảng Dân Chủ quản trị đó đều lâm vào tình trạng thiếu hụt ngân sách vô cùng. Và cứ mỗi lần như vậy họ lại đem vấn đề bạo động lên hậu quả lắm. Họ nói ô tại vì ở chúng tôi tội ác nhiều này nọ, chúng tôi phải chi phí bla 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 bla. Họ dùng cái lý do này để họ che lấp những cái yếu kém của họ về mặt quản lý. Trong khi đó các cái thành phố mà phía của Cộng hòa họ quản trị, từ Phoenix, Arizona cho tới những cái thành phố nằm ở Ohio, ở Kentucky, thì những nơi này quý vị, cái guồng máy hành chính của họ rất là đơn giản. Ngay cả Florida cũng vậy, là một trong những nơi mà có được xem là phồn thịnh. Texas cũng vậy, thì mức độ tội ác lại không tăng, bởi vì cái guồng máy hành chính nó rất đơn giản. Và những tiểu bang mà do Đảng Cộng hòa quản trị lại thường ít bị thiếu hụt ngân sách so với những tiểu bang Đảng Dân Chủ quản trị, là lúc nào cũng khát ngân sách cả. Đây chính là một trong những cái điểm mà quý vị thấy rất rõ ràng. Khi mà Đảng Dân Chủ sử dụng cái chính sách mị dân, lấy phiếu người dân, nhưng mà họ thất bại trong vấn đề quản lý, và tình trạng tham nhũng luôn xảy ra ở những thành phố lớn và ở những nơi mà Đảng Dân Chủ quản trị, ít xảy ra ở những thành phố do Đảng Cộng hòa quản trị. Và sau 6 tháng Joe Biden lên cho thấy là ông ta đã bất lực trong vấn đề đối phó với tội ác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có vẻ như ông ta cũng không quan tâm tới mức độ tội ác luôn. Quý vị thấy ngày hôm qua khi ông ta xuất hiện vận động để đi gặp bà Whiteman ở tại tiểu bang Michigan, thì người ta hỏi tới ông ta về cái vấn đề gọi là tấn công không gian mạng, thì ông ta trả lời rất qua quyết và nói ô tôi có ra lệnh cho bên phía của cục tình báo làm việc rồi. Ông ta trả lời một cách rất là hững hờ với những người. Nhưng mà khi nói tới những cái nghị trình của ông ta thì ông ta tập trung dữ lắm. Điều này có nghĩa là gì quý vị? Joe Biden là tổng thống, nhưng mà ông ta không quan tâm toàn diện những gì đang xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ. Ông ta chỉ tập trung vào một số điểm nghị trình của ông ta mà ông ta phải thỏa mãn cho những kẻ đứng sau lưng thôi. Ngoại trừ cái vấn đề climate change, tức là khí hậu toàn cầu ra, thì ông ta lại có cái nghị trình làm cách nào để giảm đi việc mà gọi là sở hữu vũ khí và giới hạn quyền sở hữu vũ khí của người dân. Ông ta rất thờ ơ trong vấn đề này, nhưng ông ta rất năng nổ trong vấn đề toàn cầu hóa. Tức là quý vị thấy rõ ràng ông ta không coi sinh mạng của người dân Hoa Kỳ là cái gì hết. Hoàn toàn ông ta không coi sinh mạng của người dân Hoa Kỳ ra cái gì hết. Ông ta chỉ lợi dụng lá phiếu của người dân Hoa Kỳ trở thành tổng thống
và bỏ mặc người dân Hoa Kỳ từ cái vấn đề khủng hoảng tại biên giới cho tới vấn đề mức độ tội ác ở các thành phố lớn. Ông ta vẫn nhẫn nhơ. Ông ta không hề quan tâm cũng phải assign cho bất cứ một hay là ra lệnh cho Bộ Tư pháp là phải chấn chỉnh, phải có những cái hành động nghiêm khắc hơn đối với tội ác. Không hề có. Thì điều này cho thấy rằng là dưới triều đại của Joe Biden, nhiều vấn đề tiêu cực sẽ xảy ra. Và điều mà mọi người lo ngại nhất chính là con em của họ trong các trường học. Bây giờ quý vị, tôi mua qua từ California qua Houston. Nhưng tại California, gần như các đứa trẻ ở California đều không ít thì nhiều vướng vào cần sa. Tiểu bang này cho hợp pháp hóa cần sa mà quý vị. Bởi vì mấy đứa trẻ nó vướng vào cần sa trước đó rồi, trước khi được hợp pháp hóa rồi. Thì quý vị thấy, ở một quốc gia, ở một cái tiểu bang mà cái chất cần sa được hợp pháp hóa trong vấn đề giải trí, thì tôi hết nói rồi. Ví dụ như trong vấn đề y tế, cần sa có một số những cái giá trị về mặt y khoa, mình sử dụng nó trong vấn đề y khoa thì hợp lý. Bây giờ cho giải trí luôn. Đó, nó cấp tiến tới mức như vậy thì làm sao mấy đứa trẻ không hư đây quý vị? Rồi mấy đứa trẻ được giảng dạy với cái quyền tự do theo kiểu đó, nó sẵn sàng bạo động ngoài đường phố. Quý vị còn không biết, tôi còn nhớ, tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Tôi ở California khoảng 30 năm. Thì quý vị, cái điều mà mình thấy mà nhức nhối nhất, chính những đứa trẻ teenager ở trong trường đó, nó dạy dỗ nhau là cứ việc phạm pháp đi, đến năm 18 tuổi mày sẽ được xóa án. Cho ngoại trừ những cái tội mà buôn ma túy, giết người, hãm hiếp nó không dám làm ra. Nhưng mà những cái khác, đánh lộn đánh lạo nè, ăn cắp vặt trong chợ nè, ăn hiếp những người già, hay là ăn hiếp những người bạn xung quanh đó, nó làm tới bến luôn quý vị. Tại vì nó biết sau năm 18 tuổi là nó được xóa án, làm lại từ đầu. Do đó chính tụi nó biết điều này và tụi nó dạy cho nhau điều này và sẵn sàng phạm tội. Tối đi đua xe, rồi đi trộm nhà người khác, vô nhà người khác ăn cắp ăn trộm, hay là vô những siêu thị ăn trộm. Thì những cái tội này nó được xem là misdemeanor, tức là tội tiểu hình. Thì đến lúc mà nó 18 tuổi, nó được xóa án, cho nên nó sẵn sàng phạm tội. Vì vậy mà mức độ tội ác lên rất cao. Trong khi ngược lại, các bạn còn nhớ tiểu bang Texas, tôi đã từng kể câu chuyện của quý vị nghe trước đây, là trốn học bị ở tù một ngày. Đó, những tiểu bang bảo thủ, nó nghiêm khắc với giới trẻ, mặc dù nó tôn trọng cái sự riêng tư của các em và nó tôn trọng cái sự hồn nhiên của các em, nhưng mà trói buộc các em trong cái tuổi trẻ vào cái khuôn phép, không đi học, trốn học nhiều quá là ra tòa bị kêu án tù ngay. Thì quý vị thấy là do đó thì cái giới trẻ ở những tiểu bang như Texas hay là Florida, những tiểu bang mà có cái khuynh hướng bảo thủ đó, rất ít phạm tội hơn. Trong khi những cái đám trẻ ở những thành phố lớn, nó phạm tội nhiều hơn. Là bởi vì nó tự dạy dỗ cho nhau điều đó, cho nên đứa nào đấy đâu có sợ đâu, sẵn sàng phạm pháp. Và chính vì vậy cái xã hội nó bị gì quý vị? Thậm chí về còn ăn hiếp cha mẹ, nói láo nữa. Về cha mẹ chửi một câu, cái nó gọi cảnh sát, nó nói với cảnh sát là cha mẹ đánh nó. Rồi tự nhiên cha mẹ bị còng vô tù một cách rất vô lý. Đó, cái xã hội cấp tiến ở California bây giờ nó là như vậy. Thì quý vị tưởng tượng đi, ở Chicago, ở New York cũng giống nhau. Rồi nó nhân danh là bạo hành gia đình. Trong cả triệu gia đình như vậy, thành phần bạo hành được bao nhiêu người? Nhưng mà nó lợi dụng cái chuyện bạo hành này, rồi nó buộc, nó trói lại cái quyền của cha mẹ, nó cướp luôn cái quyền dạy con của cha mẹ. Và chính những lý do này dẫn tới những cuộc bạo động đường phố rất nhiều, và làm cho những đứa trẻ ở những cái khu vực thành phố lớn đó, nó không có sinh mạng người ta ra cái gì hết, sẵn sàng bạo động. Và chính vì vậy mức độ tội ác gia tăng ở những thành phố này là như vậy quý vị. Nó gia tăng rất mạnh. Và điều này nó sẽ dẫn tới sự đổ vỡ của một số thành phố nếu không có sự chấn chỉnh. Mà Joe Biden thì không có chính sách gì để giảm tội ác hết. Ông ta đang tập trung tiền vào những cái chính sách mà ông ta cho rằng nó có lợi cho lá phiếu của ông ta, chứ ông ta không hề nghĩ tới cái an ninh của người dân, cái an toàn của người dân như thế nào. Ông ta chả quan tâm. Điều này cho quý vị thấy rất rõ ràng, chính quyền của Joe Biden đang đẩy nước Mỹ tới một cái sự nguy hiểm. Cái nguy hiểm đó là nó sẵn sàng tạo ra tình trạng bạo động và rạn nứt xã hội. Nó có thể bùng nổ những cái cuộc xung đột trở lại nếu như không kịp chấn chỉnh để có được một cái hướng đi rõ ràng. Thì có lẽ là nước Mỹ sẽ rơi vào một cái cuộc tôi gọi là một cái cuộc rơi vào một cái cuộc nguy hiểm, là một cái cuộc xung đột xã hội
do chính những thành phần gây bạo động giới trẻ này gây ra, và không kể nó là da vàng, da trắng hay da đen quý vị. Thành phần bạo động này không kể họ là ai cả. Da trắng cũng vậy mà da vàng cũng vậy, mà da đen cũng vậy. Nó sẵn sàng bạo động để nó thỏa mãn những cái sở thích của nó, và nó thỏa mãn những cái ý muốn của nó nếu như nó không vừa ý. Và đó là sự nguy hiểm của xã hội, không có sự kèm kẹp của người lớn. Và cái sự quậy phá đó lại được sự bảo kê của chính những chính quyền đó nữa. Thì nó sẽ làm cho cái cộng đồng nguy hiểm và bất an vô cùng. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay, dựa trên cái bản tin mới nhất về các cuộc bạo động đã diễn ra trong ngày lễ July 4 hôm qua ở một số thành phố ở Hoa Kỳ. Trong đó đứng đầu là Chicago, đứng nhì là New York. Số lượng người tử vong và các vụ bắn và các vụ bạo hành cao nhất nước trong ngày hôm qua. Và dựa trên bản tin này, Phong cho thấy rằng là dưới triều đại của Joe Biden, mức độ tội ác gia tăng và chính quyền Joe Biden đã bất lực trong vấn đề đối phó với tội ác. Và điều này nó sẽ còn gây nguy hiểm cho đất nước Hoa Kỳ, ở trong nội địa của Hoa Kỳ. Nếu như không có những cái nhà chính trị đối lập lên án và báo động, thì nó sẽ trở thành một cái nguy hiểm vô cùng cho các cộng đồng ở khắp nơi. Và đó là đề tài thứ nhất. Một lát nữa Phong trở lại với đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai, Trung Quốc đã phải tắt đi cái niềm hy vọng Make in China, Sell in Amazon. Chuyện này như thế nào? Một lát nữa Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại ngay.